Chiếc C-17 đầu tiên của Mỹ Hạ cánh ở Đài Loan Có ý nghĩa chiến lược đặc biệt gì? Ý kiến Ông Tập chủ động xóa chiến lược mơ hồ Ông Biden còn chờ gì nữa? Nhật Bản Cân nhắc xem xét viện không tử trong các trường đại học Kêu gọi xã hội hài hòa Vậy xã hội trả thù bạo lực của Trung Quốc là do đâu? Thầy Phong Thủy Quan trường Hồng Kông sẽ có biến động lớn Chu Đình sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Quý vị đang nghe mục tin Đài Loan ngày 8 tháng 6 của HKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, một phái đoàn do các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Douglas, Sullivan và Kuhn. Dẫn đầu đã đáp một máy bay vận tải quân sự C-17 của Hoa Kỳ từ căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 6 đến sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, khác hẳn với những chính khách Mỹ trước đó đã đáp máy bay dân sự đến Đài Loan. Điều này đã làm dấy lên cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, C-17 có khả năng chiến lược, chiến thuật xuất sắc và mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên chiếc máy bay vận tải chiến lược và chiến thuật C-17 của quân đội Hoa Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên chiếc C-17 hạ cánh ở Đài Loan đồng thời đích thân Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tuyên bố tài trợ 750.000 liều vaccine cho Đài Loan. Lâm Dĩnh Hữu trợ lý giáo sư tại Viện Chiến lược và các vấn đề quốc tế của Đại học Trung Chính, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng C-17 là một máy bay vận tải chiến lược và chiến thuật, gửi một thông điệp rằng khi trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, quân đội Hoa Kỳ sẽ có khả năng vận chuyển khẩn cấp. Giáo sư Lâm đề cập rằng Trung Quốc đã đánh tiếng nếu tổ Mỹ cập cảng Đài Loan, họ chắc chắn sẽ có những hành động liên quan. Nhưng sau đó tàu khoa học hàng hải của Mỹ vẫn đã cập cảng Đài Loan. Mặc dù lần này là máy bay quân sự nhưng nó chở người chứ không phải trang bị quân sự. Có thể thấy những hành động này của Mỹ nói lên tầm quan trọng của nước này đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thư Hiếu Hoàng, một nhà nghiên cứu của Bộ Quốc phòng và là một học giả của Viện Nghiên cứu Quốc phòng An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết rằng máy bay vận tải C-17 kết hợp cả khả năng chiến lược và chiến thuật Thiết kế cánh nâng cao của nó có thể giúp nhanh chóng cất cánh và hạ cánh trong một khoảng thời gian ngắn và nó có thể tránh sự đe dọa của hỏa lực phòng không của kẻ thù trên chiến trường. C-17 cũng có thể vận chuyển xe tăng M1A2, hệ thống tên lửa HIMARS và có thể mang thiết bị chiến đấu đến sân bay tiền tuyến khi cần thiết. Tô Tử Vân, chuyên gia tư vấn của Bộ Quốc phòng và là học giả của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Quốc gia Đài Loan cho biết rằng, C-17 thuộc lực lượng không vận số 15 của quân đội Mỹ và đóng tại căn cứ không quân Hicken ở Hawaii, nơi cũng vận hành các máy bay hành chính như C-40. Nhưng các thượng nghị sĩ vẫn dùng máy bay C-17 thay vì các máy bay hành chính khác để đến thăm Đài Loan. Điều này truyền tải ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Theo phân tích của chuyên gia Tô Tử Vân, ý nghĩa nằm ở việc triển khai hợp tác quân sự Đài Loan-Hoa Kỳ. Điều này có tín hiệu mạnh mẽ để gian đe Đảng Cộng sản Trung Quốc phá rối Đài Loan. Theo Salinius, Mặc dù ba thượng nghị sĩ trong phái đoàn Mỹ có các đảng phái khác nhau, nhưng họ đều là những người bạn tốt của Đài Loan. Và hai trong số họ đã từng đến thăm Đài Loan. Các thượng nghị sĩ Duckworth và Sullivan của Đảng Cộng Hòa đều là thành viên của Ủy ban Vũ trang Thượng viện Liên bang. Theo các nguồn tin trong phủ tổng thống, thượng nghị sĩ Kuhn, người thân cận với ông Biden cũng nằm trong số các thành viên của phái đoàn, là người đồng bảo trợ đạo luật bảo đảm Đài Loan và đạo luật Đài Bắc Ông đã đến thăm Đài Loan nhân dịp kỷ niệm 40 năm đạo luật quan hệ Đài Loan vào năm 2019. Một quan chức của chính phủ chỉ ra rằng, sau khi thăm Hàn Quốc, phái đoàn đã đến Đài Loan bằng chuyên cơ và thực hiện một chuyến đi đặc biệt. Điều này cho thấy Mỹ rất coi trọng Đài Loan. Do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng gần đây ở Đài Loan, Hoa Kỳ cũng đã thể hiện thái độ cao và hoàn toàn hợp tác với các biện pháp kiểm soát biên giới của Đài Loan. Tiếp theo là phân tích về sự cần thiết thay đổi chiến lược với Đài Loan của Hoa Kỳ. Trong khi chính trưởng Hoa Kỳ tranh luận Liệu chính sách an ninh eo biển Đài Loan có nên chuyển từ chiến lược mơ hồ sang chiến lược rõ ràng hay không? Có phân tích chỉ ra rằng, một loạt hành động chủ động rõ ràng hóa định nghĩa lại đồng thuận năm 1992 và sự thất bại của một quốc gia hai chế độ đã gia tăng rủi ro trên eo biển Đài Loan và có thể có những thay đổi trong chính sách. Theo tường thuật của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong một cuộc phỏng vấn với trang Financial Times vào tháng trước đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ đã theo đuổi chính sách một Trung Quốc, đạo luật quan hệ Đài Loan, ba thông cáo chung và sáu điều bảo đảm. Trong nhiều năm, ngoại giới giải thích điều này là còn quá sớm để Hoa Kỳ thay đổi chính sách chiến lược mơ hồ của mình. Ông Đường Tinh Viễn, một nhà bình luận thời sự ở Mỹ, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng, trên thực tế, sự mơ hồ trong chiến lược này ngày càng khó duy trì. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Tập Cận Bình đã chủ động rõ ràng hóa cho một loạt hành động và sự rõ ràng này dựa trên định nghĩa lại của ông Tập Cận Bình đối với đồng thuận năm 1992, sự thất bại điển hình của một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông. Và cuối cùng, nhà chức trách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức tuyên bố rằng đường trung tâm của eo biển không còn tồn tại. Ông Đường Tinh Viễn nói rằng việc ông Tập Cận Bình phủ nhận hoàn toàn tính hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan về mặt chính trị khiến máy bay và tàu sân bay của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến vào vùng biển của Đài Loan như một chuẩn mực trong quân sự Điều này cho thấy cuộc tấn công vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Đài Loan đã được triển khai trên thực tế, vốn không chỉ là một màn biểu diễn chính trị đơn giản như trong quá khứ. Trước một số phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình có thể vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô lớn, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và ổn định của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thế kỷ qua. Ông Đường cho rằng đã có một sự đánh giá sai lầm trong vấn đề này. Ông Đường nói rằng ông Tập đã tiết lộ thời gian biểu cho việc sắp nhập Đài Loan trong báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 cũng tức là thực hiện mục tiêu sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa vào năm 2049, thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập chính quyền được 100 năm, một mục tiêu cố định không thể thiếu trong đó phải giành được Đài Loan bằng mọi cách. Ông Đường Tinh Viễn nói rằng hiện tại Hoa Kỳ và Đài Loan về cơ bản vẫn duy trì các chiến lược trước đây của họ, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi và phá vỡ sự cân bằng. Về mặt khách quan, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể bị ngăn chặn bằng cách yêu cầu Hoa Kỳ và Đài Loan điều chỉnh cho phù hợp và đạt được sự cân bằng mới. Ông Tập đã phá vỡ sự mơ hồ đặt ra thời gian biểu và bằng cách chấm dứt chính sách một quốc gia hai chế độ của Hồng Kông trước thời hạn, đã đưa ra tín hiệu từ bỏ con đường thống nhất hòa bình, cũng chính là làm rõ chính sách tương lai đối với Đài Loan. Richard Haass, chủ tịch hiệp hội quan hệ đối ngoại của Mỹ, từng viết trên một tạp chí đối ngoại rằng Washington phải chú ý đến các chiến thuật bắt nạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự xói mòn dần cán cân quyền lực của, ở eo biển Đài Loan thông qua việc xây dựng quân đội. Ông hối thúc rằng đã đến lúc Mỹ nên từ bỏ chính sách chiến lược mơ hồ và tuyên bố rõ ràng rằng Washington sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả khi Bắc Kinh sử dụng vũ lực để xâm lược Đài Loan. Thưa quý vị, không chỉ Hoa Kỳ mà Nhật Bản cũng đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ xuyên eo biển giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Tiếp theo là thông tin về thái độ ngày một rõ ràng của Nhật Bản với chính quyền Trung Quốc. Trước làn sóng tẩy chay của phương Tây, lo sợ rằng Viện Khổng Tử do chính quyền Trung Quốc tài trợ sẽ trở thành công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo sẽ xem xét các viện khổng tử hoạt động trong khuôn viên trường đại học Nhật Bản, đồng thời yêu cầu các trường đại học liên quan tiết lộ về nguồn tài trợ, số lượng sinh viên tham gia vào viện khổng tử có can thiệp vào nghiên cứu của trường đại học hay không. Kể từ khi thành lập viện khổng tử trong các trường đại học và các học viện khác trên thế giới vào năm 2004, hiện có hơn 550 viện khổng tử ở hơn 160 quốc gia và khu vực trên thế giới với mục đích quảng bá tiếng Trung và các ngành học khác. Tuy nhiên, các thực thể này được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để tuyên truyền chính trị và đã gây lo ngại trên toàn thế giới. Một báo cáo chỉ ra rằng viện Khổng Tử trong các trường đại học Mỹ đã thực hiện tuyên truyền theo quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Quảng trường Thiên An Môn, Tây Tạng, Đài Loan và các vấn đề khác, gây trở ngại cho cuộc tranh luận tự do trong các trường đại học. Thời gian qua, các viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ và châu Âu lần lượt đã bị bãi bỏ. Theo báo cáo gần đây của tờ Sankei Shimbun, 14 trường đại học ở Nhật Bản cũng có viện Khổng Tử, trong đó Đại học Kogakuin đã đóng cửa viện Khổng Tử vào cuối tháng 3 năm nay với lý do xây dựng lại trường học. Một quan chức của một trường đại học tư ở Tokyo cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu trường thành lập viện khổng tử. Tuy nhiên lời đề xuất đã bị từ chối vì ông cho rằng nếu trường học tiến hành nghiên cứu các vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cường thì sẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc quấy nhiễu. Hồi tháng 3 năm nay, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và một tổ chức tư vấn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố một báo cáo đánh giá chiến lược Đông Á năm 2021, chỉ ra rằng Viện Khổng tử bị Hoa Kỳ liệt kê là mối đe dọa an ninh. Tại cuộc họp tham vấn của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Nhật Bản ngày 13 tháng 5, Haruko Arimura, cựu bộ trưởng phụ trách văn phòng nội các, đã tuyên bố rằng Viện Khổng tử bị các quốc gia khác công nhận là một mối đe dọa an ninh. Để duy trì quyền tự do ngôn luận, tư tưởng và học thuật trong khuôn viên trường, Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao, Khoa học và Công nghệ nên hiểu tình hình hiện tại và đôn đốc các trường đại học thực hiện quản lý độc lập nhằm đạt được sự minh bạch trong các viện khổng tử. Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản trả lời rằng hoạt động của các viện công tử cần phải minh bạch để các hoạt động nghiên cứu độc lập không bị cản trở. Chúng tôi sẽ hợp tác với các bộ phận liên quan, chú ý đến sự phát triển của tình hình và thúc giục các trường đại học có viện công tử tiết lộ thông tin để cải thiện tính minh bạch trong tổ chức và quản lý cũng như nội dung nghiên cứu giáo dục của họ. Trả lời phỏng vấn với tờ Fuji Evening News, bà Haruko Arimura cũng tuyên bố rằng Nhật Bản với tư cách là một thành viên của phe tự do và dân chủ, việc củng cố phòng thủ nội bộ địa phương là một vấn đề chính trị quốc gia cực kỳ quan trọng. Đồng thời, việc thiết lập một hệ thống để nắm bắt tình hình thực tế về sự xâm nhập khôn ngoan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhật Bản cũng sẽ giúp tăng cường các cuộc đàm phán với Trung Quốc và cuộc họp tham vấn đã thực hiện một bước quan trọng đầu tiên theo hướng này. Theo Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, viện không tử là cơ sở văn hóa duy nhất trong khuôn viên trường đại học Nhật Bản do chính phủ nước ngoài kiểm soát. Mặc dù tại Nhật Bản, các viện khổng tử không cấp bằng học vị, không cần phê duyệt hoặc đăng ký pháp lý, nhưng điều này không có nghĩa là chính phủ Nhật Bản có thể phớt lờ những gì đang xảy ra trong lĩnh vực giáo dục công. Tháng 3 năm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm thắt chặt việc giám sát các viện khổng tử. Số lượng viện khổng tử tại các cơ sở giáo dục của Mỹ đã giảm từ 100 viện vào năm 2017 xuống còn 47 viện vào năm tháng 5 2021. Tháng 12 năm ngoái, Úc cũng đã thông qua luật liên bang quy định ngoại trưởng sẽ có quyền thu hồi các thỏa thuận đã ký giữa các trường đại học và chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài vi phạm lợi ích quốc gia của Úc. Chính phủ Úc cũng yêu cầu các trường đại học gửi các thỏa thuận đã đạt được với các viện khổng tử để được xem xét. với các hành động liên quan của các quốc gia khác nhau, tờ Sankei Shimbun báo cáo rằng việc Nhật Bản yêu cầu sự minh bạch trong hoạt động của viện khổng tử là điều đương nhiên. Tiếp theo chương trình là tin tức về phía bên kia eo biển. Chiều ngày 5 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, một người đàn ông 25 tuổi vì gia đình không hòa thuận, thành ra bi quan chán đời, cuối cùng đã có màn trả thù đời ở phố thương mại An Khánh, tỉnh An Huy. Người này đã tấn công những người đi đường một cách ngẫu hứng và bừa bãi, khiến 6 người tử vong và 14 người bị thương. Sự cố an ninh công cộng tồi tệ này không chỉ gây sốc cho nhà chức trách địa phương, đồng thời cũng gây ra sự lo lắng về an ninh tập thể trong dư luận Trung Quốc. Trên thực tế, đằng sau vụ giết người ngẫu nhiên trên đường phố An Khánh, gần đây đã xảy ra nhiều vụ bạo lực với xu hướng trả thù đời. Một cách rõ ràng, trong gần một tuần qua, ở Trung Quốc hầu như ngày nào cũng xảy ra những vụ việc tương tự. Vào đêm ngày 29 tháng 5, một vụ tấn công xảy ra ở quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo đó, đối tượng gây án mang họ cát 41 tuổi đã lái chiếc ô tô đi thuê để đâm người vợ cũ họ Trương cùng người tình của cô này và một người đi bộ vào lúc 21 giờ giờ địa phương. Bất chấp sự ngăn cản của những người có mặt gần đó, người đàn ông này còn xuống xe hành hung người tình của vợ cũ và tiếp tục lái xe cán qua người vợ cũ đang nằm trên đường trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Trong quá trình trốn chạy, xe ô tô của họ cát đã đâm phải một chiếc xe khác và hắn tiếp tục làm bị thương hai người đi trên đường. Khi một người đi đường cố lại gần và cản đường, họ cát còn xuống xe và dùng dao đâm người này bị thương. Các sĩ quan cảnh sát cho biết thêm, Trước khi bị bắt, họ cát có hành vi tự hủy hoại bản thân nhưng không chết. Hậu quả 8 người bị thương bao gồm cả nghi phạm, gây án đều đã được đưa vào viện cấp cứu. Theo kết quả điều tra, Cục Cảnh sát An ninh thành phố Nam Kinh cho biết, vụ việc liên quan tới tấn công có chủ đích do mâu thuẫn tình cảm cá nhân. Đối tượng gây án đã bị bắt giữ hình sự. Trước đó vào trưa ngày 22 tháng 5, một người đàn ông họ Lưu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bất ngờ tăng tốc khi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và lao chiếc xe vào đám đông qua đường với tốc độ 100 km và khiến 5 người chết và 5 người bị thương. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân gây án là đối tượng cảm thấy buồn bã do đầu tư thua lỗ, mất niềm tin vào cuộc sống nên nảy sinh tâm lý trả thù đời. Còn hồi tháng 4, chỉ sau một ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Một người đàn ông 25 tuổi đã tấn công học sinh và giáo viên tại một trường mầm non ở thành phố Bắc Lưu, khiến hai người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Kênh CCTV đưa tin nghi phạm gây án trong quá trình ly hôn với một giáo viên giảng dạy tại ngôi trường mầm non. Những vụ việc tương tự nhiều không kể xiết, nhìn từ bề mặt đều mang tính chất trả thù đời. Dù dư luận đều phủ nhận tâm thái gây án của hung thủ, cho rằng họ không thể lấy giải tỏa áp lực tâm lý làm cái cớ để biện minh cho hành vi bạo lực đối với người vô tội. Tuy nhiên những lời chỉ trích này không có ý nghĩa gì khi đối mặt với những bi kịch lặp đi lặp lại trong thực tế. Chúng ta cần phải truy hỏi căn nguyên những sự cố tương tự phát sinh ấy rốt cuộc đã phơi bày thực trạng gì? Thực tế, những vụ việc tương tự không phải chỉ mới tăng mạnh trong những năm gần đây. Điều này khiến người ta liên tưởng đến nhiều vụ tấn công bạo lực xã hội vào các trường mẫu giáo trong hơn chục năm trước ở Trung Quốc. Trên thực tế, tất cả điều này đều phản ánh sự biến đổi nhanh chóng của xã hội Trung Quốc hiện nay và sự lo lắng của người dân, đặc biệt là người dân tầng thấp, về cuộc sống thực tại và tương lai. Đồng thời cũng giống như kết quả chung gây ra bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn 10 năm trước. Xã hội Trung Quốc hiện nay đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng rồi sau đó suy giảm liên tục, thậm chí dưới tác động của đại dịch Covid-19, sự phục hồi kinh tế diễn ra khá chậm chạp. Điều này tất nhiên cũng đã phản ánh trong cuộc sống của người dân bình thường và tâm lý xã hội. Ngay từ năm 2004, người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cầm Đào đã từng đưa ra lý tưởng chính trị về một xã hội hài hòa khi đối mặt với sự chuyển đổi xã hội của Trung Quốc và các vấn đề về phân hóa, phát triển và bất bình đẳng giữa người giàu và nghèo nàn, làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng các vấn đề xã hội vẫn chưa được giải quyết một cách hiệu quả. Vào thời điểm đó, hậu bầu không khí trong xã hội Trung Quốc vẫn tràn đầy sự căm phẫn bất bình và thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực. Tất nhiên, trong bất kỳ thời đại nào, đều có thể tồn tại các vấn đề phát triển kéo theo vấn đề mất cân bằng tâm lý xã hội, cuối cùng sẽ dẫn đến việc phát sinh những vụ việc trả thù đời. Nhưng điều này không có nghĩa là những người nắm quyền có thể bỏ qua việc giải quyết các vấn đề. Ngày nay, chính phủ Trung Quốc đang mạnh mẽ kêu gọi phục hồi nguyên khí từ trong đại dịch. Nhưng dưới sự tấn công kép của chuyển đổi kinh tế và tác động của dịch bệnh, khiến việc khôi phục cân bằng, tâm tái xã hội còn lâu mới thực hiện được. Nếu cảm giác bị tức đoạt quyền lợi của người dân tầng thấp không được quan tâm đến, e rằng những vụ việc tương tự sẽ không dừng lại. Điều cấp bách trước mắt đương nhiên là Bắc Kinh cần phải quyết liệt trong việc ngăn chặn những tội phạm tương tự. Đồng thời cũng cần mạnh dạn thúc đẩy giải quyết hàng loạt các vấn đề xã hội như vấn đề công bằng trong quyền phát triển. Rồi sau đó mới hãy bàn luận đến vấn đề ba hòn núi lớn, tức ba kẻ thù lớn nhất của cách mạng Trung Quốc: đế quốc phong kiến tư bản quan liêu. Thưa quý vị, tình hình chính biến Hồng Kông cũng có quan hệ mật thiết với xung đột eo biển Đài Loan, bởi Hồng Kông chính là vụ nhãn tiền cho người Đài Loan hiểu rõ hơn về bản chất của chính quyền Trung Quốc trong hành xử với cái gọi một quốc gia hai chế độ. Sau khi luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông được thực thi, người dân Hồng Kông đã mất niềm tin vào tương lai và lo sợ lịch sử sẽ tái diễn Hồng Kông, sẽ theo gót Thượng Hải năm xưa. Tự do, nhân quyền, pháp quyền và sự thịnh vượng đều không còn. Sau đây, để thay đổi một chút không khí, mời quý vị tham khảo thêm những dự báo về chính trường Hồng Kông thông qua phương pháp dân gian, vốn rất hay được các chính trị gia và thương nhân xứ Hương Cảng tin dùng. Ông Phong Thủy Hào, bậc thầy xuất chúng về Phong Thủy Hồng Kông, dự đoán rằng trong cuộc bầu cử đặc khu trưởng Hồng Kông vào năm tới, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, ông Lương Trấn Anh đều sẽ không có cơ hội. Trốn quan trường Hồng Kông năm 2023 sẽ có biến động lớn, các quan chức sẽ bị thay máu. Đợi đến khi Hồng Kông bước vào năm 2024, các cô gái trẻ như Chu Đình sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và giúp Hồng Kông làm nhiều việc to lớn. Chu Đình là một trong những nhà hoạt động dân chủ còn rất trẻ tuổi ở Hưng Cảng, đã đứng đầu các nỗ lực phản đối chính quyền thân Bắc Kinh của Hồng Kông qua các phong trào bất tuân dân sự. Vào đêm 26 tháng 5, một siêu trăng máu 24 năm mới thấy một lần đã xuất hiện ở Hồng Kông. Ông Phong Thủy Hào chỉ ra rằng mặt trăng máu luôn được coi là một điểm giữ lớn và mặt trăng máu vẫn luôn xuất hiện ở tất cả các triều đại. Mỗi lần thay đổi triều đại trong lịch sử thường có mặt trăng máu xuất hiện. Ông đưa ra ví dụ, vào ngày hoàng đế sùng trinh của triều đại nhà Minh, treo cổ đã xuất hiện mặt trăng máu. Hai ngày trước, cuộc khởi nghĩa Vũ Sương tháng 10 năm 1911 cũng xuất hiện mặt trăng máu ngày hôm sau vụ lật phà Sowah năm 2014 khiến 300 người thiệt mạng cũng xuất hiện mặt trăng máu. Hai ngày trước vụ thảm kịch đường sắt ở Đài Loan xảy ra vào đầu tháng 4 năm nay cũng có mặt trăng máu xuất hiện. Dưới góc độ phong thủy, mặt trăng máu luôn là điểm đại hung, nhưng không hẳn mỗi lần mặt trăng máu đều sẽ có đại sự phát sinh, nếu không thì cũng không cần đến thầy phong thủy nữa. Bởi, mọi người chỉ cần nhìn mặt trăng máu liền có thể đoán được may rủi thế nào rồi. Gần đây vào ngày 2 tháng 6 một trận siêu lốc xoáy đã xảy ra ở hắc long giang và trước lần mặt trong máu này cũng phát sinh hai trận động đất lớn ông phong thủy hào cho rằng động đất cũng là một điểm báo trong phong thủy học theo bài quyết đầu tiên trong yếu quyết hậu thiên bắt quái đế xuất hồ chấn nghĩa là vua ra ở quẻ chấn động đất chỉ về phía đông tức là trung quốc động đất và trăng máu cùng phát sinh thật sự là việc lớn hoặc có sự thay đổi triều đại cũng không chừng nhiều người lo ngại về tình hình tương lai của Hồng Kông. Ông cho rằng trong tương lai Hồng Kông sẽ không tệ hơn, nhưng cũng sẽ không khá hơn hiện giờ. Sự cố miến điện chắc chắn sẽ không xảy ra ở Hồng Kông. Và 47 người bị bắt vào đầu năm nay sẽ không tái diễn nữa, nhưng vẫn có khả năng chính quyền bí mật bắt giữ một vài người. Ông giải thích rằng Hồng Kông hiện đang đi vào bắt vận. Đợi đến năm 2024 mới sẽ bước vào kiểu vận. Quá trình trung gian đó nhất định sẽ có rất nhiều loạn tượng. Dịch bệnh sẽ xuất hiện trong quá trình trung gian này. Liệu dịch bệnh bùng phát ở Quảng Châu gần đây có ảnh hưởng đến Hồng Kông hay không? Ông Phong Thủy Hào tin rằng Hồng Kông đã trải qua 4 đợt đại dịch và đợt dịch thứ 5 chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng không phải mau lẹ như vậy. Ông dự kiến sẽ xảy ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch. Ngoài ra, ông tin rằng việc tiêm chủng sẽ không khỏi tác dụng gì đối với dịch bệnh. Ngay từ ngày 18 tháng 2 năm nay, ông đã xin được một quẻ, chính là quẻ thiền Địa Bĩ trong 64 quẻ dịch, tức là khí của thiên địa không giao hòa với nhau thiên khí thăng lên thì địa khí giáng hạ xuống. Một trên một dưới không có giao hỏa ở giữa. Vì vậy, ông tin rằng không cần phải tiêm thuốc để thoát khỏi bệnh dịch. Ông cho biết thêm, trong thời gian dịch sát tấn công năm xưa, người dân Hồng Kông không hề được tiêm thuốc, mọi người đều thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ. Thời gian hệ đến, dịch bệnh sẽ tự biến mất. Về cách thoát khỏi dịch bệnh như thế nào, ông cho biết rất nhiều dự ngôn đã nói rõ rằng những kẻ xấu ác sẽ chết và người tốt sẽ ở lại. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu này đã cảnh tỉnh người đời trong hàng mấy nghìn năm nay rằng đừng xa gần những kẻ xấu xa, đừng giúp kẻ xấu làm điều ác. Các vị biết rõ rằng hắn ta là người xấu, thế mà các vị lại muốn cùng hội cùng thuyền với hắn ta, đó là các vị tự tìm đến cái chết, không có ai có thể giúp được các vị cả. Hoặc có người nói, tôi cũng biết hắn ta xấu xa, nhưng tôi chỉ làm công việc kiếm tiền mà thôi. Về điều này, ông Phong Thủy Hào nói rằng, tránh xa kẻ xấu có thể bình an, còn về công việc thì mỗi cá nhân đều có rất nhiều lựa chọn công nghiệp và công nghệ của xã hội ngày nay rất phát triển, thế giới bước vào thời đại vật chất dồi dào chưa từng có. Ông cho rằng điều này đã khiến cho lòng người không được như xưa. Cũng vì lẽ này, xã hội ngày nay đã xuất hiện rất nhiều căn bệnh mà thời xưa không hề có. Vào năm 2022, đặc khu trưởng Hồng Kông sẽ có sự thay đổi. Có thông tin chỉ ra rằng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và ông Lương Trấn Anh đang cạnh tranh cho vị trí đặc khu trưởng Hồng Kông vào nhiệm kỳ tới. Đối với vị trí này, ông Phong Thủy Hào nói thẳng rằng ông rất lạc quan về Bộ trưởng Tài chính Trần Mậu Ba. Riêng hai người kia thì hoàn toàn không có cơ hội nào cả. Ông chia sẻ, nhìn từ bát tự của bà Lâm Trịnh, cho thấy quan vận của bà ấy đã đi đến đầu chót, còn ông Lương Trần Anh đã trở thành lãnh đạo quốc gia và phó chủ tịch hội nghị Hiệp thương Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế nên ông ta cũng không ham hố gì vị trí đặc khu trưởng Hồng Kông cả. Ngay cả khi ông ta thực sự dòm ngó vị trí này, nếu ông Tập Cận Bình không chấp thuận thì ông ta cũng không làm gì được. Ông Phong Thủy Hào tin rằng, sau khi bà Lâm Trịnh từ chức, Bắc Kinh chắc chắn sẽ tìm được một người thuộc phe ôn hòa lên thay. Ông Lương Trấn Anh quá cứng rắn, nếu ông ta lên thay, ông ta sẽ thủ tiêu hết nhóm này đến nhóm khác. Thủ đoạn của ông ta quá cứng rắn, vậy nên ông đoán chắc rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép ông ta ứng cử. Nói một cách tương đối thì ông Trần Mậu Ba khá ôn hòa và thích hợp để làm trưởng đặc khu Hồng Kông tiếp theo. Ông chia sẻ thêm rằng, ông đã xem bắt tự của hầu hết các quan chức cấp cao Hồng Kông và về cơ bản họ sẽ từ chức vào năm 2023. Vào năm 2023, chúng quan trường Hồng Kông sẽ có một trận động đất lớn và một cuộc thay máu lớn. Mọi người hãy mở to đôi mắt mà xem. Đến năm 2024, Hồng Kông sẽ bước vào vận mệnh kiểu tự ly hỏa. Ly chính là đại diện cho cô gái trẻ. Đến lúc đó hoàn toàn là cô gái trẻ quyết định về phần có cô gái nào ở đây. Ông chỉ tên rằng hiện có Chu Đình, Lương Khải Thanh và Hà Quế Lan đang bị giam giữ. Ông giải thích rằng trước khi Chu Đình ra hầu tòa, ông đã giúp Chu Đình gieo một quẻ. Là quẻ tượng cho biết tương lai của Chu Đình là đen tối cho đến khi cô mãn hạn tù. Biến quẻ trong quẻ bói xem giúp Chu Đình có tên là quả họa địa tấn. Sau lại gọi là hỏa địa tấn? Tức là quẻ trên là hỏa lửa, quẻ dưới là địa đất, lửa trên đất tượng trưng cho mặt trời sáng sớm vừa nhô lên và sau đó chính là mặt trời ở trên đỉnh đầu. Ông nói rằng Chu Đình và Lương Khải Thanh đều đã sớm được ra tù, nhưng họ phải im lặng một thời gian sau khi được thả, giữ thái độ bình tĩnh, trang bị tốt cho bản thân trong thời gian đó và chờ đợi năm 2024 bước vào kỳ vận và sau đó sẽ đứng ra giúp đỡ Hồng Kông. Các cô sẽ giúp được Hồng Kông làm được rất nhiều, rất nhiều điều. Còn Hoàng Chi Phong và những chàng trai khác phải hai năm sau mới đổi vận được. Mục tin eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.